Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Và hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn cùng xem thêm một cái món bánh nữa cũng rất là ngon và đẹp mắt. Đó là món bánh con sùng nhân đậu xanh nè. Thì với cách làm cái món bánh con sùng nhân đậu xanh này thì nó cũng rất là dễ làm. Bánh sau khi làm ra xong thì có màu sắc rất là đẹp và bánh rất là mềm dai. Và món bánh con sùng này mình sẽ ăn cùng với nước cốt dừa và kết hợp cái vị béo béo bùi bùi của đậu xanh hòa quyện vào rất là ngon. Các bạn xem clip nếu thích cách làm cái món bánh con sùng nhân đậu xanh của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có đăng clip mới. Và cách làm cái món bánh con sùng nhân đậu xanh như thế nào thì xin mời các bạn hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Và để làm ra món bánh con sùng nhân đậu xanh thì hôm nay mình có chuẩn bị là 200g bột năng và thêm 50g bột gạo, 50g bột nếp và 50g bột bắp để cho bánh của mình được mềm dẻo và ngon hơn. Về phần nhân bánh thì đây mình có là 200g đậu xanh. Thì đậu xanh này mình cũng đã ngâm qua nước khoảng được 2 tiếng rồi. Và để cho cái món bánh con sùng nhân đậu xanh của mình nó được ngon và đậm đà hơn, và mình sẽ cho thêm vào là 3 muỗng canh đường cát, thêm nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu ăn. Đầu tiên thì mình sẽ cho đậu xanh này vào trong nồi để mình nấu cho đậu xanh mềm trước nha. Sau khi mà mình cho đậu xanh vào xong rồi thì kế tiếp mình sẽ cho vào là 100 lít nước lọc. Mình đổ xăm xắp trên cái bề mặt đậu xanh như vậy là được nè. Và mình sẽ nấu trong vòng là 30 phút với lửa nhỏ thôi. Mình đừng có nấu lửa lớn quá thì cái đậu xanh của mình nó sẽ dễ bị khét lắm. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào một chút xíu muối để cho cái phần nhân đậu xanh của mình nó được đậm đà hơn. Hôm nay thì mình làm cái món bánh con sùng nhân đậu xanh thì mình sẽ làm với màu lá cẩm. Thì cái nồi nước lá cẩm thì nãy giờ mình nấu nó cũng đã ra màu rồi nè. Màu rất là đẹp và cực kỳ tươi luôn. Bây giờ thì mình sẽ qua chuẩn bị pha bột. Sau đó thì mình sẽ cho nước lá cẩm vào để mình nhồi bột nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào trong thau là 200g bột năng nè. Kế tiếp là 50g bột gạo, 50g bột bắp và thêm 50g bột nếp nữa. Sau đó thì mình sẽ trộn cho cái bột này nó đều lại với nhau. Rồi mình sẽ cho đường cát vào và thêm nửa muỗng cà phê muối nữa. Bây giờ thì mình sẽ cho nước lá cẩm vào trong bột để mình nhồi bột. Nước lá cẩm thì mình sẽ để cho nó thật là sâu như vậy nè. Rồi mình sẽ cho nước lá cẩm vào từ từ thôi. Mình đừng có cho nhiều quá thì cái bột của mình nó sẽ dễ bị nhão lắm. Và trong lúc mà mình cho nước lá cẩm vào á thì mình sẽ cảm nhận nếu cái bột của mình nó còn nhão thì mình có thể cho thêm bột gạo hoặc là bột năng vào. Còn nếu mà mình thấy cái bột của mình hơi khô á thì mình cứ cho thêm nước lá cẩm vào nha cả nhà. Mình cứ cho từ từ vào để mình cảm nhận cái bột của mình nó như thế nào, xem nó có hút nước hay không. Bột thì mình cũng đã trộn xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhồi bột. Và trong lúc nhồi bột á, nếu mà các bạn thấy khối bột của mình nó còn hơi khô thì mình sẽ cho thêm nước lá cẩm vào. Còn nếu mà khối bột của mình nó hơi bị mềm thì mình có thể cho thêm bột năng hay là bột gạo vào cũng được. Rồi mình sẽ nhồi đến khi nào mình thấy khối bột á nó rất là dẻo mịn và không có còn dính tay nữa là lúc đó bột của mình đã được rồi đó. Khối bột của mình nhồi mình thấy nó còn hơi mềm, cho nên bây giờ mình sẽ cho thêm vào 50g bột năng nữa để cho cái bánh của mình có cái độ dai hơn. Còn nếu mà các bạn thích cái bánh của mình nó mềm mại á thì mình sẽ cho thêm bột gạo hoặc là bột bắp vào nha. Và sau thời gian 15 phút nhồi bột á thì khối bột của mình nó cũng đã rất là dẻo mịn và không có còn dính tay nữa nè. Và mình sẽ đậy kín cái khối bột này lại để cho khối bột nó không có bị khô. Bây giờ thì mình sẽ qua mình làm cái phần nhân đậu xanh nha. Và sau thời gian 30 phút mình nấu nhân đậu xanh thì nó cũng đã chín mềm rồi nè. Và mình sẽ cho thêm vào 1 muỗng canh đường cát để cho nhân đậu xanh của mình nó được đậm đà hơn. Và mình sẽ đánh cho cái phần nhân đậu xanh này nó thật là dẻo mịn để chút nữa mình sẽ dễ nắn nhân hơn nha.
Và sau thời gian 15 phút mình để cho bột nghỉ á, thì bây giờ mình sẽ lấy khối bột này ra, rồi mình sẽ nhồi lại một lần nữa cho bột nó đều. Sau đó thì mình sẽ qua mình cắt bột ra thành những cái viên bột nhỏ, để chút nữa mình sẽ dễ tạo hình con sùng hơn nha các bạn. Bột thì mình cũng đã chia thành những viên bột nhỏ như vậy xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình tạo hình con sùng. Hôm nay thì mình cũng sẽ sử dụng cái bàn chận rau củ để mình tạo hình con sùng nè. Thì trên cái bàn chận rau củ này thì mình cũng có quét một cái lớp dầu ăn để cho cái bột của mình nó sẽ không có dính vào trong khuôn, và rồi mình tạo hình con sùng ra nó cũng sẽ được bóng đẹp hơn nữa. Mình cho cái viên bột lên cái bàn chận rau củ, sau đó thì mình sẽ dùng hai ngón tay mình dàn mỏng ra. Mình dàn mỏng cái miếng bột ra như vậy xong này nè. Sau đó thì mình sẽ dùng cái miếng cắt bột á, mình đè cho thật là mạnh để mình làm cho cái miếng bột á nó thật là mỏng và mịn luôn. Hay cả nhà xem là cái bề mặt bột á nó rất là láng mịn. Bây giờ thì mình sẽ cho cái viên nhân đậu xanh này lên bột nè. Sau đó thì mình sẽ cuốn cái miếng bột cho nó áp sát vào trong cái viên nhân. Mình cuộn tròn từ từ như vậy nè. Ở cái giai đoạn này mình sẽ làm cho thật là nhẹ tay. Mình đừng có làm mạnh tay quá thì những cái đường gân nó không có còn nữa. Sau đó thì mình sẽ gấp hai cái mép bột này lại. Hay các bạn xem là con sùng đầu tiên thì mình cũng đã tạo hình xong rồi. Rất là đơn giản và dễ làm luôn. Và bây giờ thì mình lại tiếp tục mình tạo hình cái con sùng thứ hai nữa nha.
món bánh con sùng nhân đậu xanh thì mình cũng đã tạo hình ra xong rồi nè. Nhìn cái dĩa bánh rất là đẹp và cực kỳ dễ thương luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái dĩa bánh này vào trong nồi và mình sẽ hấp bánh trong vòng là 20 phút nha. Và trong thời gian chờ để hấp bánh chín thì mình sẽ qua làm nước cốt dừa để chút nữa mình sẽ ăn cùng với bánh cho nó ngon. Mình sẽ cho vào trong nồi là 300 lít nước cốt dừa và kế tiếp là 4 muỗng canh đường cát. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào là một chút xíu muối để cho nước cốt dừa của mình nó được đậm đà hơn. Và bên đây thì mình cũng có là một muỗng canh bột năng. Sau đó thì mình sẽ cho nước cốt dừa mình quậy cho nó hòa tan. Rồi mình sẽ cho vào trong cái nồi nước cốt dừa luôn để cho cái nồi nước cốt dừa nó được sánh đặc và ngon hơn. Nồi nước cốt dừa thì nó cũng đã bắt đầu sánh đặc lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào một ống vani để cho cái nồi nước cốt dừa của mình nó được thơm hơn. Và sau thời gian 20 phút hấp bánh thì cái dĩa bánh con sùm nhân đậu xanh của mình nó cũng đã chín rồi nè. Để các bạn xem là màu sắc của dĩa bánh rất là đẹp luôn và bánh rất là bóng nữa. Bánh thì mình cũng đã cho ra ngoài cái dĩa xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ chan nước cốt dừa lên bánh. Thì đối với món bánh con sùm này mình sẽ ăn cùng với nước cốt dừa và mè rang thì nó sẽ rất là ngon. Món bánh con sùm nhân đậu xanh ăn cùng với nước cốt dừa và mè rang thì mình cũng đã làm xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cắt cái bánh này ra cho các bạn cùng xem bên trong của bánh nha. Khi mà mình cắt cái bánh ra thì các bạn xem nè, vỏ bánh bên ngoài thì màu tím hồng, ở bên trong thì màu vàng của đậu xanh, nhìn rất là đẹp và cực kỳ ngon luôn. Và bây giờ thì mình sẽ ăn thử rồi mình sẽ cảm nhận hương vị bánh như thế nào. Rồi mình xin mời cả nhà nha. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận khi ăn thử cái bánh con sùng này thì mình thấy cái vỏ bánh bên ngoài nó rất là mềm dai và bánh nó có một cái vị béo béo bùi bùi của đậu xanh. Khi mà mình ăn vào chung với nước cốt dừa và mè rang nó hòa quyện vào rất là ngon. Và hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cùng xem cách làm cái món bánh con sùm nhân đậu xanh ăn cùng với nước cốt dừa và mè rang rồi nè. Thì với cách làm cái món bánh này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm và mình làm ra nó cũng rất là nhanh. Bánh sau khi làm ra xong thì cực kỳ mềm dai và rất là thơm béo mùi nước cốt dừa và đậu xanh nữa. Cho nên cả nhà xem clip nếu thấy thích cách làm cái món bánh con sùm nhân đậu xanh của mình thì hãy nhấn chút xíu thời gian ra để mình làm cho gia đình và người thân cùng ăn cho vui. Và cũng đừng quên bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có đăng clip mới. Bánh này rất là ngon cho nên các bạn hãy làm đi, làm cho gia đình mình cùng ăn một lần cho biết nha. Nếu mà các bạn ăn không hết á thì mình có thể để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Rồi sáng mai mình hấp lại thì cái bánh cũng rất là mềm mại và ăn cực kỳ ngon. Clip của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Và mình hẹn các bạn vào những clip sau nha. Rồi xin chào các bạn.